Con tên gì? Con tên là Phạm Minh Hoàng. Rồi, con bao nhiêu tuổi? Dạ, hôm nay con 4 tuổi. Con có năng khiếu gì không? Hả? Là gì kể thử nghe. Năng khiếu nhảy. Rồi, đúng rồi. Vậy con biết hát bài nào không? Hát bài này đi, con dạy con hát thử nghe nha. Nghe chứ quay lại. Thôi, nhảy sơ sơ. Mở nhà điện thoại luôn cũng được. Con muốn nhảy bài gì? Con nhảy bài gì? Nghe tâm sai đó. Rồi, nhà coi nào đi dạy nha, đúng rồi.